sở hữu Alias với thao tác cực kỳ đơn giản ngay trên ứng dụng ngân hàng số Vietinbank iPay Mobile. Bước 1. Quý khách đăng nhập ứng dụng ngân hàng số Vietinbank iPay Mobile, chọn tài khoản. Bước 2. Tại danh sách tài khoản, quý khách chọn đặt và quản lý Alias. Bước 3. Quý khách lựa chọn tài khoản thanh toán đăng ký dịch vụ Alias. Bước 4. Lựa chọn Alias tài khoản theo mẫu gợi ý hoặc đặt tên mong muốn thể hiện cá tính, phong cách, bản sắc và thương hiệu của riêng mình. Sau khi lựa chọn tên Alias mong muốn, quý khách ấn tiếp tục và lựa chọn ý nghĩa của tên Alias này, Alias cá tính hay Alias tên thương hiệu. Đặc biệt miễn phí khi khách hàng đặt Alias cho tài khoản theo số điện thoại đăng ký Vietinbank iPay. Bước 5. Quý khách nhập thông tin cán bộ tư vấn, chi nhánh, phòng giao dịch quản lý Alias nếu có và ấn tiếp tục. Bước 6. Quý khách kiểm tra thông tin, nhập OTP và xác nhận giao dịch và nhận kết quả giao dịch.